Ok rồi thưa các bạn, như vậy rằng là tôi đã chế thành công rồi, và với một bộ nguồn duy nhất là có thể sử dụng cho chiếc motor này chạy rồi. Thì ở trong những video trước thì tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn cách dùng các loại nguồn, như thể là nguồn laptop này, nguồn máy tính hay là ắc quy, và kèm theo một nguồn phụ là nguồn 5V bằng sạc điện thoại nữa. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái cách thức mới là để loại bỏ cái nguồn này đi mà vẫn khiến cho chiếc motor này chạy một cách ok. Trước khi chia sẻ với quý vị và các bạn thì tôi xin nói qua lại một lần nữa. Chiếc motor này chạy hai nguồn, một nguồn là 24V để nuôi cho hệ thống motor quay này, và một nguồn là 5V để nuôi cho hệ thống mạch điều khiển. Thì hôm nay tôi sẽ dùng một IC ổn áp. Đó chính là IC 7805. Vâng thưa quý vị và các bạn, đây là những linh kiện mà tôi sử dụng để làm bộ mạch ổn áp 5V làm nguồn nuôi cho mạch điều khiển motor. Thì đây là IC 7805. Hẳn là quý vị đã biết rồi. Thế thì còn đây là tụ điện. Tụ điện này có thông số là 470 mm và 16V. Thì quý vị nào mà không có những con tụ như này thì chúng ta có thể dùng là 330 mm hoặc là 25V cũng được. Còn đây là con diode. Diode này là diode 3A nha quý vị. Điện trở này là điện trở 82 ohm. Tôi có sử dụng một điện trở thế này để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta có thể sử dụng cái nguồn điện lớn hay nhỏ khác nhau, thì nó cũng đảm bảo cho cái con IC này không bị quá tải. Điện trở 80 hoặc là 100 ohm gì đấy cũng được. Nhưng đây là tôi dùng con điện trở 82 ohm. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi vừa mới làm xong một bộ mạch ổn áp làm nguồn 5V cho hệ thống motor này rồi. Và bây giờ tôi sẽ đấu để chạy thử xem như thế nào nhé. Đấy, thì trước khi đấu thì tôi xin giới thiệu sơ qua rằng là đây là nguồn vào chúng ta lấy từ nguồn cấp cho motor này luôn. Và đây là dây âm thì dây trung, còn dây dương này là dây đỏ này là nguồn ra 5V. Và thưa các bạn, tôi vừa mới bắt tạm con IC ổn áp này vào đây để cho nó đỡ quạc lung tung. Đầu tiên tôi sẽ thử với nguồn điện là sạc laptop adapter. Thì nguồn điện này thường thường là sử dụng là 19V nha các bạn. Đây bây giờ tôi sẽ đo cho các bạn xem. Mười chín vôn nha. Đấy. Đây tôi sẽ nối qua cầu này. Dương nguồn 19V và đây là nguồn âm. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kích chạy thử.
Ok rồi thưa các bạn, như vậy rằng là tôi đã chế thành công rồi, và với một bộ nguồn duy nhất là có thể sử dụng cho chiếc motor này chạy rồi. Như ngày trước thì tôi phải dùng thêm sạc điện thoại để lấy nguồn 5V, nhưng bây giờ thì tôi đã có nguồn 5V từ chiếc IC ổn áp 7805 này rồi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ thử chạy với nguồn 24V xem thế nào nhé. Đây là nguồn 24V thưa các bạn. Đấy. Và đây là tôi dùng ắc quy nhé, hai bình ắc quy. Và bây giờ tôi sẽ cấp. Và cái này ra đã. Và bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho nguồn tổng. Rồi bắt đầu tôi kích chạy thử. Ok rồi thưa các bạn. Đây và với như các bạn đã thấy rằng là chỉ với có một nguồn điện mà đã kích chạy cho chiếc motor này chạy ngon rồi. Vâng và hôm nay tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách sử dụng IC ổn áp 7805 để sử dụng cho motor Bluetooth này với tất cả các loại nguồn. Thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta phải có con trở 82 ohm này thì chúng ta mới đảm bảo an toàn cho con IC nhé. Và tôi thấy rằng là IC này chạy rất là mát, không hề nóng một chút nào cả. Đây cũng là một yêu cầu của một số anh em từ những cái video trước mà hôm nay tôi mới có dịp thực hiện. Đấy, và quý vị và các bạn lưu ý rằng là các bạn có thể sử dụng nguồn 12V hay là 19V hay là 24V thì chiếc motor này cũng chỉ quay với một tốc độ là 1.000 vòng trên 1 phút. Thì video này tôi đã thử nghiệm rồi và các bạn có thể tìm ở trên kênh của tôi để kiểm tra lại. Và video của tôi xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của tôi trong thời gian qua. Và những ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.